ngón tay cái. Các vị vua chúa và những người giàu có ngày xưa thường thích đeo nhẫn hoặc vàng ngọc ở ngón tay cái. Nhìn sơ qua, đeo nhẫn ở ngón tay này sẽ tạo cảm giác quý giá và sang trọng. Đặc biệt, với cách đeo nhẫn này, bạn có thể gạt bỏ được người quản lý yếu kém của mình, rất thích hợp cho những người mong muốn thăng chức. Nhưng cần cẩn thận, đừng để đồng nghiệp hay cấp trên của bạn nhìn thấy. Việc này sẽ làm nổi danh của bạn và khiến mọi việc bị thất bại. Ngón trỏ. Ngón trỏ đại diện cho lực hành động, vì rất nhiều hành động của bàn tay cần đến sự phối hợp của ngón trỏ. Nếu bạn muốn đạt được thành công, thi cử, sự nghiệp thì nên đeo nhẫn ở ngón trỏ. Tuy nhiên, cần chú ý cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, nên thường xuyên tiếp xúc với người thân và người yêu. Ngón giữa. Ngón giữa đại diện cho sự nhận thức. Ở nhiều nơi, đeo nhẫn ở ngón giữa nghĩa là đã kết hôn. Với những người thiếu tự tin hay bỏ dở công việc nửa chừng, thiếu tinh thần trách nhiệm thì đeo ngón giữa giúp phát huy tinh thần trách nhiệm. Nếu muốn may mắn trong nhiều mặt thì đeo ngón giữa là tốt nhất, vì đây là nơi năng lượng được tập trung và phát huy. Ngón áp út. Ngón áp út đại diện cho tình yêu. Thông thường người ta đeo nhẫn ở ngón áp út để tuyên bố mình đã đính hôn. Nếu ai quan tâm đến vận đào hoa của mình, muốn tìm người mới thì nên đeo nhẫn ở ngón áp út. Đồng thời đeo nhẫn ở ngón này cũng giúp tăng thêm nhân duyên và tăng thêm nhiệt độ cho tình yêu. Ngón út. Ngón út đại diện cho trí tuệ và phúc khí. Thông thường những người đeo nhẫn ở ngón út là những người độc thân. Ngón út cũng thường được dùng để ngoắc tay hay hứa hẹn, vì đây là bộ phận có ý nghĩa giữ gìn những lời hứa. Nếu muốn trưởng thành, chuyển vận rủi sang may mắn thì nên đeo nhẫn ở ngón út. Đeo nhẫn ở vị trí này cũng giúp bạn phòng ngừa bị người xấu hãm hại và được bảo hộ.